nearby TNT supermarket near Mavis and the 403 on Sunday afternoon, with the customer refusing to wear a face covering while unleashing a racist tirade at a store employee. Peel Police tell City News they know who the man is, but are still trying to... Hi, xin chào các bạn. Các bạn vừa xem cái clip vừa rồi mình quay ấy, thì các bạn thấy cái thằng đấy nó có khủng không các bạn? Nó vào cái tiệm TNT của người Trung Quốc. Cái TNT này thì thực tế ra mà nói là chủ thì nó là người Tây, nhưng mà bởi vì là hai cái bà sáng lập ra cái TNT này thì là người Tàu, người ta bán cho cái tiệm xô bì của tiệm xô bì. Thế nhưng mà cái chủ xô bì này nó vẫn cứ mướn hai bà này làm quản lý ở cái tiệm này lên cái chuỗi mà siêu thị TNT, người gọi mình cứ gọi là siêu thị Tàu ở bên này. Thì thực tế ra thì nó là toàn bộ công nhân là người Tàu làm, nhưng trên thực tế thì chủ đứng đằng sau đó là người Tây. Thì cái ông, các bạn vừa nhìn thấy ông, cái thằng cha mão trắng ấy, ông đấy nó khủng không? Đi vào tiệm người ta nhưng mà không, người ta yêu cầu đeo khẩu trang thì ông đấy không đeo khẩu trang, và ông đấy lại còn ông còn chửi lại và ông đấy nhục mạ. Thì ở bên mình ấy nó không giống như bên phía Việt Nam. Việt Nam mình ví dụ như là ở Trung ương chỉ cần nói lên là toàn dân phải bắt buộc là phải đeo khẩu trang thì hầu như là các tỉnh, các xã, các thành phố là tuân theo hết. Bên mình tư bản nó có dở cái là thủ tướng kêu gào nói là vậy, thế nhưng mà nó lại còn phải đi xuống các thành phố, các ấy là ví dụ mỗi một thành phố là nó lại ra ngày luật khác nhau, rồi còn phải là kiến nghị, thằng thì họp hành, rồi thằng thì đồng ý, thằng thì lại bãi bỏ, lấp lấp thì lờ mãi xong mới thành luật. Thì ở Mitsuzuga Tonto của Lâm Thần mình thì chính thức là ký ban lệnh là ngày thứ tư vừa rồi, là ngày thứ tư vừa rồi là ngày mùng mấy ta, ngày thứ tư thì cách đây khoảng 3 hôm thì là bắt buộc là chỗ công cộng đi vào lên những trạm xe bus, tàu điện ngầm và những cái nơi công cộng ở trong nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thì ở đâu là bắt đầu là hôm ngày hôm qua là thứ sáu, xin lỗi các bạn, là ngày hôm qua ra lệnh là bắt buộc là phải đeo khẩu trang vào ngày, xin lỗi các bạn nhé, vào là ngày thứ sáu, là luật của nó ra là ngày hôm qua ở vùng Tonto Mitsuzuga Brompton. Thì ông này là ông đấy vào trong cái tiệm mà TNT này, nó là vào thứ tư, thì ông không đeo khẩu trang thì cái luật đấy nó chưa ra, thì bây giờ người ta không đánh về cái tội ông đấy là không đeo khẩu trang. Còn vùng mình ấy thì là đến nó dở hơi cắm lợn, sát nhau ấy thế này, nhưng mà đằng kia thì là đã có ra lệnh để đeo, luật đeo khẩu trang. Còn cái chỗ vùng mình ấy là 17 này thì bắt đầu là luật nó bắt đầu nó mới ra để đeo khẩu trang. Thì ngày 17 tháng 7 này thì ở cái vùng chỗ mình thì là mới bắt buộc là luật của nó là phải đeo khẩu trang. Tư bản nó dở hơi cắm lợn như vậy ấy các bạn. Mỗi một vùng, mỗi một tỉnh nó khác nhau. Bởi vì là nó là do cái thành phố đó người ta ra luật, chứ không phải là ông thủ tướng ông lệnh mà toàn nước là phải theo một lần. Ở bên tư bản này nó có cái hay và nó có cái dở như vậy. Nếu nó làm cái gì nó cũng giấy tờ rồi kiến nghị rồi bàn bạc, cái thằng đồng ý, thằng thì bãi bỏ, nó lủng củng lủng tung lắm. Thành thử làm cái gì trông vậy, một cái gì nó chì chế không ạ. Thì mình nói lại cái thằng dở hơi cắm lợn mà màu trắng vừa rồi các bạn xem ấy, thì là luật của nó là ngày hôm qua là ngày mùng 10, ngày hôm qua là ngày 11, là thứ sáu là ngày 11, thì là cái nó ra là cái luật là đeo khẩu trang. Thì cái ông này ông vào cái thi thì là hôm thứ tư, thì cái luật đeo khẩu trang đấy thì nó là chưa ra. Thế nhưng mà cái thằng này bây giờ là cái cảnh sát người đầu tiên, lúc mà ở cái hôm đầu ấy, bởi vì tại sao mình không làm video về cái hôm đầu ấy, thì người ta còn tế nhị, là người ta còn
vốt lên cái video thì người ta còn xóa cái mặt, người ta không có ấy ra, người ta không có lộ quay lộ diện những cái mặt cái người, cái ông áo trắng mà kỳ thị đó, người ta còn tế nhị. Nhưng mà mới ngày hôm qua kia thì coi như cảnh sát bung ra và đã bung cái băng và đã quay hẳn suốt đều lộ diện ông đấy. Thì bây giờ cảnh sát người ta địa chỉ nhà cũng có, người ta biết hết, thì người ta cũng không thèm tới bắt, mà người ta khuyến cáo ông kia là hãy đi tìm luật sư rồi đi đến cảnh sát nói chuyện. Thì bây giờ coi như là người ta truy cái tội là ông này, là ông ấy kỳ thị, bởi vì là trong cái video vừa rồi mà các bạn vừa xem ấy, thì ông ấy là mình cũng không hiểu là cái thằng cha này nó ngu thế. Thứ nhất là mình cũng không biết là mình nhìn thấy cái người đàn bà mà đi cùng với ông ấy thì là vợ, thì cái người vợ của ông ấy thì là cũng là người Á, thì mình không biết rằng là người Tàu hay là người Thái hay là người Việt Nam hay là người, đại khái là người Á, nhưng mình không biết là nước nào. Nhưng mà vợ ông đấy cũng là người Á, thế mà ông đấy còn nói một câu là cút mẹ chúng mày về Trung Quốc đi, và mang cái con Covid này trở về, mang về lại Trung Quốc của chúng mày đi. Thì bây giờ cái luật của Canada nhà mình là thứ 6 vừa rồi là ngày hôm qua mới ban hành. Nhưng ông đấy tới cái tiệm đó thì là ông tới cái tiệm đó là vào thứ 4. Thì cái lúc đấy thì cái khẩu trang là chưa ban hành, thì người ta không trị tội ông đấy là phạm luật là không đeo khẩu trang. Nhưng mà ở bây giờ người ta trị tội ông đấy và người ta ông trong ra tòa vì cái tội kỳ thị. Cái tội kỳ thị ở bên mình nó còn nặng gấp bao nhiêu trăm lần nhiền vì cái tội không đeo khẩu trang. Nhiều khi thì trong video thì mình có thấy ông nói là tao bị eczema, là tao bị khó thở lên, tao không thể đeo được. Thứ đấy là ông biện hộ của ông vậy. Thì nếu như mà ông không nói cái từ kỳ thị là cút mẹ chúng mày về chạy Trung Quốc đi, và chúng mày mà hãy mang cái con vi khuẩn Trung Quốc chúng mày về nước chúng mày đi ấy, thì nó lại là không sao. Nhưng bởi vì là ông ấy nói cái từ đó lên, đâm ra ông sẽ bị coi như là rất tội, rất chi là nặng, và ra tòa mà tự dưng giờ hơi cắm lợn, tự dưng coi như là vào tiệm người ta. Thì thông thường người ta nói là nhập gia tùy tục, mình vào nhà một ai đó thì người ta phải tuân thủ theo cái của cái gia đình nhà người ta thôi. Còn mình cảm thấy mà mình không thích đeo khẩu trang thì mình ở nhà đi, làm sao phải đi ra ngoài đường, làm sao phải đi siêu thị. Bởi vì bên mình ấy thì các bạn cũng không cần đi siêu thị, các bạn chỉ ở nhà, các bạn nhấc phone lên, các bạn order online, bất kỳ một cái gì nó cũng gửi tới tận nhà cho các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy mà không thích đeo khẩu trang thì lên ở nhà. Cái thằng cha này nó dở hơi cám lợn, thì đợt này là dính trưởng, dính đòn rất chi là lạ, bởi vì là nó đánh cái tội là kỳ thị ở bên này. Thế hôm nay mình chia sẻ thông tin về Canada của mình như vậy. Thì ở bên này thì thực sự ra mà nói, bởi vì cái lần trước hồi xưa mình cũng có mà làm một cái video, bản thân mình cũng thế. Cái thằng đấy nó cũng đỗ cái parking của mình, và nó cũng dùng mình một từ như vậy, cũng get back trailer như vậy. Thì cái hồi đó thì mình cũng hãy còn dại là mình không có quay video, thành tình mình chỉ có đến bo cái trạm mà đến bo cái trạm mà đồn cảnh sát ở gần cái tiệm mình báo. Thì từ đó đi thì cảnh sát sẽ lần đến nhà thằng kia, và người ta chỉ cảnh cáo cái ông kia là tuyệt đối là không gần, được phép đến gần tiệm mình mà nhìn thấy mình ở đâu là phải tránh, chứ không được phép đến gần mình. Thì lúc đó là mình không có quay, chứ nếu lúc hồi đấy mà bây giờ mình khôn như bây giờ mà mình quay thì cái thằng hồi xưa mà xúc phạm mình cái từ đó thì cũng dính trưởng với mình luôn đấy các bạn. Bởi vì ở bên này cái tội kỳ thị nó rất chi là lớn, chứ nó rất chi là lớn, bởi vì bên đây nó là tự do và một đất nước nó rất là văn minh. Mình cũng không hiểu là ông cái thằng cái trong video vừa rồi, cái ông áo trắng vừa rồi, không biết là ông lóng lên rồi ông dở hơi cám lợn, ông bục ra những cái từ đó, mà mình cũng không hiểu lý do cái thằng này nó lại hâm thế. Bởi vì bản thân vợ nó cũng là người Á, mày chửi như thế thì khác gì là mình chửi chửi
chửi vợ mày mày đâu, mà chửi vợ mày thì khác gì là chửi ngay bản thân mình đâu. Bởi vợ mình thì cũng như là mình thôi, cũng có nhiều khi ấy nóng giận chỉ một giây một phút thôi mà cuối cùng cái tác hại là như vậy ấy. Hôm nay mình làm cái video, mình chia sẻ về thông tin về cuộc sống Canada. Các bạn thấy hay thì hãy bấm like và theo dõi ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn, mình chúc các bạn một ngày an lành, thịnh vượng, luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Cảm ơn các bạn nhiều.